ăn món tôm sốt Thái. Thì hôm nay cùng Tè vào bếp làm cái món hàu sốt Thái, xem thử nó như thế nào nha các bạn. Món này thì mình chuẩn bị cho Tè khoảng 2 kg hàu sữa nha. Hàu sữa ăn nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo mình đi chuẩn bị nước sốt Thái. Các bạn cho vào máy xay ớt sừng, ớt xiêm xanh, sả, riềng băm, tỏi, lá chanh, tương ớt, nước cốt tắc. Tất cả các nguyên liệu này thì Tèo có nốt trên màn hình nha các bạn. Các bạn chỉ cần cân chuẩn như vậy cho vào là sẽ rất là ngon. Đối với các món Thái thì không thể thiếu được đường thốt nốt. Mình cho vào thì nó sẽ thơm và ngon hơn rất nhiều so với đường cát trắng. Cho vào đây 2 muỗng đường thốt nốt nha. Ngoài dùng nguyên liệu để làm nước sốt Thái thì đường thốt nốt còn có thể dùng để ướp thịt xiên theo kiểu Thái, làm nước sốt, làm bát Thái và một số món khác nữa nha các bạn. Sau khi cho tất cả các nguyên liệu vào thì mình xay nhuyễn ra. Mình chỉ cần xay sơ là các nguyên liệu nó sẽ nát và hòa quyện vào nhau. Sau khi xay xong thì sẽ được sản phẩm như thế này nha. Mùi rất là thơm luôn nha các bạn. Đối với hàu thì mình chọn loại con vừa thôi, không cần bự quá nhưng mà đừng có nhỏ quá nha các bạn. Mình mua về và dùng máy rửa xe để xịt sạch các bùn đất ở ngoài đi. Sau đó cho lên nồi hấp hoặc là mình nấu nồi nước sôi để mình trụng sơ qua. Khi mà mở nắp được là ok nha, không có hấp hoặc luộc chín quá. Như vậy thì hàu sẽ bị teo lại và mất ngon. Mình cho ra đĩa, sau đó rưới nước sốt Thái lên. Như vậy là có thể ăn được rồi nha. Mời các bạn cùng thưởng thức với nhà Tèo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật an lành.